Thế thì mục tiêu hôm nay chúng ta cùng cùng nhau thảo luận về cái chẩn đoán đột quỵ nào cấp. Như vậy thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ quan tâm đến trong giai đoạn cấp thôi. Thế còn các cái giai đoạn sau thì chúng ta có dịp chúng ta sẽ thảo luận trong cái phần sau. Vậy thì đột quỵ giai đoạn cấp là trong cái khoảng thời gian như thế nào thì sẽ trình bày các cái slide tiếp theo. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nắm được các cái nguyên tắc cũng như các cái bước tiến hành xử trí cấp cứu một bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ cấp. Thế thì đây là một cái giáo trình mà tôi lấy lại của bên chương trình đào tạo cao học về đột quỵ của châu Âu mà tôi đã kết thúc rồi. Thì cơ bản cái nội dung nó cũng giống như chương trình của Hội đột quỵ châu Âu, tức là đào tạo cho các cái thạc sĩ về chuyên ngành đột quỵ. Thì chúng ta biết đấy thì giai đột quỵ não người ta chia thành bốn giai đoạn. Và bốn giai đoạn này thì sẽ có các cái chiến lược điều trị khác nhau tùy từng giai đoạn. Thì đầu tiên đấy là người ta đưa ra cái giai đoạn một là giai đoạn trước viện. Giai đoạn trước viện tức là bệnh nhân từ lúc khởi phát triệu chứng đột quỵ đến khi đến cửa bệnh viện. Đó, tức là tiếng Anh nó là onset to door. Đấy là cái giai đoạn trước bệnh viện. Như vậy thì các bạn biết đấy, cái giai đoạn này ở các nước phát triển thì nó cực kỳ quan trọng và nó có những các cái bước tiến bộ rất đặc biệt. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì như chúng ta biết đấy, cái giai đoạn trước viện hiện nay nó rất kém. Đấy, hiện nay cấp cứu trước viện là gần như là bỏ không. À, thế là, còn đối với nước ngoài thì các bạn biết nó phát triển rất mạnh và chính thế năm ngoái thì VinMec có mời chúng tôi để thảo luận về cái cấp cứu đột quỵ trước viện. Thì các bạn biết đấy, thì VinMec người ta có tham vọng, người ta muốn đầu tư một cái xe cứu thương, tức là mobile choke unit, một cái đơn vị đột quỵ di động trên cái xe, trong cái xe cứu thương của nó như một cái xe tải, trên đấy có một phòng chụp cắt lớp vi tính để mà khi có bệnh nhân đột quỵ thì người ta chụp cắt lớp vi tính ngay trên xe cứu thương và để đưa đến bệnh viện, thậm chí là tiêu huyết khối trên trên xe. Nhưng cái giá thành của cái xe đấy tương đối đắt, gần 1 triệu đô, và để duy trì cái xe đấy một năm mất cũng khoảng 5 tỷ đồng. Nên là cuối cùng VinMec là cũng không, sau khi cái hội thảo đấy thì đã quyết định là chưa đầu tư là như vậy. Cái giai đoạn thứ hai của điều trị đột quỵ não đấy là giai đoạn tối cấp, tiếng Anh nó gọi là acute shock. Cái giai đoạn tối cấp này cực kỳ quan trọng, người ta định nghĩa đấy là chỉ trong vòng 1 giờ đầu tiên. Bởi vì các bạn biết đấy, khi điều trị đột quỵ ấy, thì cái giờ đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta tác động, đặc biệt là đột quỵ thiếu máu não cấp ấy, thì cái kết cục của bệnh nhân nó sẽ thay đổi khác hoàn toàn với chúng ta cũng điều trị nhưng mà ở giai đoạn sau. Như vậy cái giai đoạn tối cấp người ta tính là chỉ trong vòng 1 giờ đến bệnh viện. Chính vì thế hiện nay tất cả các cái quy trình điều trị đột quỵ cấp ấy, khi bệnh nhân được cấp cứu trước viện đưa đến thông báo thì các bạn biết ấy, bao giờ người ta cũng đưa vào phòng chụp cắt lớp vi tính ngay chứ không cần phải vào phòng 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 cấp cứu. Tuy nhiên ở nước ngoài thì các phòng cắt lớp vi tính nó nằm ngay ở trong cái khoa cấp cứu chứ không giống như ở Việt Nam mình. Ở một số các nước người ta đấy, hiện nay tất cả các mô hình xây dựng là trong khoa cấp cứu có một phòng chụp cắt lớp vi tính. Không chỉ bệnh nhân đột quỵ, bệnh nhân chấn thương, những bệnh nhân hồi sức nặng thì có thể thực hiện các cái đánh giá ngay lập tức ở trong phòng cấp cứu. Tuy nhiên ở Bạch Mai này thì cũng lãnh đạo người ta cho phép lắp ấy, nhưng một khoa cấp cứu cái diện tích mặt bằng nó quá bé nên là cũng không có chỗ để lắp. Chứ còn hầu hết các bệnh viện hiện nay các bạn biết ấy, thường có phòng cắt lớp vi tính ngay trong khoa cấp cứu và bác sĩ điện quang sẽ thường trực ở đây để chụp. Riêng khoa cấp cứu thì cái lượng bệnh nhân chụp cắt lớp hoặc là các thứ cũng đủ duy trì cho một cái phòng cắt lớp vi tính nó hoạt động rồi. Cái giai đoạn thứ ba đấy là giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp thì là người ta tính là từ 1 đến 24 giờ sau khi bệnh nhân nhập viện. Thì cái giai đoạn này được xem là cái giai đoạn cấp. Và cái giai đoạn sau cấp là từ 24 đến 72 giờ sau khi nhập viện. À, thế thì các bạn biết đấy, thì đấy là thế giới người ta phân loại như thế. Còn Việt Nam chúng ta thì cũng chưa có một cái guideline nào. Hôm vừa rồi họp trên bộ tôi cũng đề xuất là phải xây dựng một cái phác đồ chung cho toàn quốc về điều trị đột quỵ. Hiện nay chỉ có duy nhất hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh năm 2000
17, 18 người ta đưa ra một cái guideline dựa trên dịch của guideline đột quỵ Hoa Kỳ để đưa ra một cái phác đồ. Tuy nhiên đấy là phạm vi của thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn hiện nay phạm vi của quốc gia thì hội đột quỵ Việt Nam chưa làm được cái điều đấy. Và không bao giờ họp những đề xuất để làm sao biên soạn cái sau đấy trình cục khám chữa bệnh để ký thông qua cho tất cả các nước theo một cái protocol. Thì đến lúc mình làm cái gì nó cũng dễ, tức là nó sẽ rất khó trong cái điều kiện Việt Nam. Chính thế thì mình hôm vừa rồi họp đưa ra cái tuần trước ở trên bộ thì tôi có đề xuất mấy cái đấy, chẳng hiểu sau này có thực hiện được hay không. Như vậy quay lại các cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có các cái hướng xử trị trí khác nhau. Thế thì trong cái phạm vi buổi chiều nay tôi báo cáo ấy, thì chúng ta quan tâm đến hai cái giai đoạn quan trọng. Đấy là giai đoạn tối cấp và giai đoạn cấp. Có nghĩa là trong 1 giờ đầu tiên khi đến bệnh viện và cùng lắm từ giờ thứ nhất đến hết 24 giờ. Như vậy chúng ta sẽ quan tâm đến cái này, và cái chủ đề hôm nay đặt hàng cũng là cấp nên tôi chỉ nói cấp thôi, chứ còn giai đoạn sau bán cấp hoặc là dự phòng các thứ cấp 2 thì chúng ta có dịp trao đổi trong cái dịp khác. Vậy trong cái giai đoạn tối cấp hoặc là giai đoạn cấp thế này thì có 4 bước chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là chúng ta phải chẩn đoán. Chúng ta biết đây ở nước ngoài đấy thì hầu hết đột quỵ là thiếu máu não. Có nước là 85%, có nước 75%. Tóm lại là trên 70-80% là đột quỵ thiếu máu não. Nên nếu theo tài liệu nước ngoài các cái bài báo cáo ấy, hầu hết tập trung vào đột quỵ thiếu máu não là chính. Thế còn là đột quỵ chảy máu não như xuất huyết tuyến nhện hoặc là chảy máu nội sọ nó chiếm tỷ lệ thấp lắm. Có những nước giờ chỉ có khoảng 10% thôi, tức là cái tỷ lệ nó rất thấp. À, nhưng ở Việt Nam chúng ta cái vấn đề kiểm soát huyết áp nó không tốt, đặc biệt là ngoài Bắc này. Nên là các anh chị thấy nếu đi viện vào cấp cứu thì vẫn thấy cái tỷ lệ xuất huyết là nó có vẻ cao hơn so với số lý thuyết của các nước phương Tây. Thế thì trong cái giai đoạn tối cấp này chúng ta cần lưu ý 4 bước, từ 1 đến 4. Thứ nhất là chẩn đoán. Cái thứ hai là chúng ta loại trừ xuất huyết não. Cái thứ ba là chúng ta đánh giá mức độ tiên lượng, mức độ nặng của bệnh nhân để chúng ta có cái lựa chọn điều trị cũng như cái tiên lượng cho bệnh nhân, đặc biệt là cái tiên lượng rồi cái giải thích cho người ta cực kỳ quan trọng. Và cái cuối cùng đấy là chúng ta xác định các cái chống chỉ định của điều trị tiêu huyết khối để chúng ta quyết định xem có điều trị cho bệnh nhân hay không. Thế thì đầu tiên đấy là chẩn đoán. Thì chúng ta biết đấy, chẩn đoán đột quỵ não theo định nghĩa WHO đấy là chẩn đoán dựa vào lâm sàng. Và hiện nay thì chúng ta khẳng định cái này, chẩn đoán thì chúng ta nên sử dụng cái hình ảnh học. Và hình ảnh học ở đây chủ yếu là cắt lớp vi tính, đấy là cái phương tiện thường quy để chúng ta khẳng định. Còn lại thì hiện nay nếu ở đâu chụp nhanh sẵn có thì có thể chụp cộng hưởng từ. Nhiều trung tâm nó hiện đại, quy trình nó rút ngắn thì chúng ta có thể sử dụng cổng hưởng từ. Như vậy cắt lớp vi tính và cổng hưởng từ là hai cái phương tiện để giúp cho chẩn đoán. Thế còn các cái loại khác thì không cần thiết, chụp PET, siêu âm, rồi siêu âm Doppler, siêu âm Doppler xuyên sọ, rồi các cái loại khác thì là mục đích để tìm nguyên nhân để chúng ta điều trị dự phòng cấp 2 thôi, chứ không phải để mục đích để chẩn đoán. Như vậy trong cái bước chẩn đoán này thì các bác sĩ phải hỏi được các cái tiền sử và quan trọng là khám được lâm sàng để xác định xem bệnh nhân có nghi ngờ đột quỵ não hay không. Thế thì các bạn biết hiện nay chúng ta khám thì chỉ cần 1 phút thôi, chúng ta sử dụng cái thang điểm phát phát thì cái phần này tôi đã giảng trước đây rồi, thì chỉ trong vòng 1 phút chúng ta yêu cầu bệnh nhân nói xem giọng nó có lưu loát hay không, quan sát miệng xem nó có bị méo lệch cái bên nào không. Và cái thứ ba là giơ tay, giơ chân thì xem có yếu liệt một bên nào hay không. Như vậy khi có ba cái dấu hiệu này thì cái khả năng bị đột quỵ rất cao, trên 87%. Và cái sang cái thứ hai trong cái phần 1 của chẩn đoán đấy là trong cơ sở điều trị tiêu huyết khối thì chúng ta biết đấy, các cái dấu hiệu sớm của thiếu máu trên cắt lớp vi tính thường nó kín đáo, thậm chí là không nhìn thấy. Chúng ta biết đấy thì nó có 4 cái dấu hiệu sớm trên cắt lớp vi tính. Và 4 cái dấu hiệu sớm này thì trong 1 giờ đầu, thậm chí trong 6 giờ đầu thì hầu như nó hiếm gặp, nó chỉ gặp khoảng 40% thôi.
Ví dụ như bốn dấu hiệu là xóa ruy băng thủy đạo, xóa các rãnh quần não, mất phân biệt chất xám chất trắng và giảm tỷ trọng ở các cái nhân xám trung ương. Như vậy khi có bốn cái dấu hiệu này, mặc dù gọi là cái tổn thương sớm trên các lớp vi tính nhưng mà đáng là đã muộn rồi. Có nghĩa là thấy trên CT thì không thể hồi phục được. Cho dù chúng ta tái tưới máu bằng thuốc hay bằng dụng cụ cơ học thì cũng sẽ không hồi phục. Về chẩn đoán lâm sàng của đột quỵ ấy, thì cái khám lâm sàng rất quan trọng. Hiện nay chúng ta phải khám gồm những các cái biểu hiện lâm sàng như sau. Thứ nhất là các cái dấu hiệu sống, các cái chức năng sống này chúng ta phải đánh rồi, mạch huyết áp, nhịp thở, FPO2, đấy là những các cái để chúng ta đưa ra các cái quyết định xử lý chứ, điều trị cho bệnh nhân. Cái thứ hai là hỏi tiền sử. Tiền sử ở đây không chỉ tiền sử về đột quỵ, tiền sử các cái bệnh tật, và đặc biệt hiện nay là tiền sử dùng các cái thuốc. Đấy. Các cái thuốc dự phòng trước đây như thế nào. Cái thứ ba đấy là đánh giá điểm NEET. Hiện nay các bạn biết đấy, cái điểm NEET gần như là cái thang điểm duy nhất để đánh giá trong điều trị đột quỵ, chứ không phải là thang điểm GLASGOW. Mà các bạn biết cái thang điểm NEET này ấy, thì nó phải được đào tạo kìa. Chứ hiện nay ví dụ ngoài cấp cứu các bạn nội trú như đọc theo cái thang điểm NEET đánh nhiều khi nó không chính xác. À, mà không chính xác thì nó sẽ đưa ra cái điều trị nó cũng cũng không phù hợp. Các bạn nếu các bạn có điều kiện đọc cái guideline về hướng dẫn sử dụng thuốc chống đông cho bệnh nhân đột quỵ mà có căn nguyên tim mạch, căn nguyên dung nhĩ hoặc là các bệnh lý van tim, thì cái thời điểm bắt đầu dùng thuốc chống đông các bạn biết theo quy luật 1 3 6 12 là phải dựa vào điểm NEET, chứ không phải cứ bệnh nhân nhồi máu não vào dung nhĩ là các bạn không có chảy máu là các bạn cho ngay là không đúng đâu. Ví dụ như đột quỵ nhẹ các bạn lùi lại 3 ngày, đột quỵ mức độ trung bình các bạn không được phép cho chống đông trong 6 ngày. Và đột quỵ mức độ nặng, ví dụ khi điểm NEET nó trên 15 điểm là các bạn phải lùi chống đông 12 ngày. Sau 12 ngày hoặc sau 6 ngày ấy, thì các bạn phải chụp lại các cái hình ảnh CT. Nếu nó không chuyển dạng thì các bạn mới được cho thuốc chống đông. Chứ chúng ta không được cho sớm. Vì cho sớm tất cả những cái căn nguyên liên quan đến tim mạch ấy, thì cái nhồi máu ở căn nguyên tim mạch nó rất dễ chuyển dạng. Mà lúc chúng ta cho vào thì nó chuyển dạng nó rất nguy hiểm. Vì những cái thuốc chống đông kia thì các bạn biết rồi, kháng vitamin K thì nó cái thời hiệu lực tác dụng nó lâu. Hiện nay thì cho thuốc chống đông thì cái phần này vì mình không nói về điều trị dự phòng, tôi tiện tôi nói luôn. Thì có thuốc chống đông đường uống thế hệ mới. Đấy, thì có hai thuốc là ức chế 10A và ức chế thrombin. Thrombin trên thị trường chúng ta là có dabigatran. À, còn ức chế 10A thì nó là rivaroxaban. Và sắp tới đây hình như là Pfizer nó đang nhập về là apixaban. À, trong số ba cái đấy thì có vẻ như apixaban nó chứng minh là ưu việt hơn. Nhưng cái quan tâm hiện nay ấy là tháng trước chúng tôi mới launching cái sản phẩm là sản phẩm idarucimab, là một cái chất đối kháng antidote của dabigatran. Tôi lấy ví dụ nếu không may cho mà nó bị chuyển dạng, nó bị chấn thương chảy máu thì các bạn chỉ cần tiêm hai lọ duy nhất trong vòng 5 phút thì cái thuốc mất tác dụng ngay. Ví dụ không may nó xuất huyết não thì tiêm cái thì nó sẽ cầm dừng chảy máu ngay. Chứ còn nếu các bạn gặp một cái bệnh nhân đang dùng sandrol mà không may bị xuất huyết não, hầu hết chết hết. Vào cấp cứu đây tôi thấy làm thế, làm cái đông máu cơ bản, mấy tiếng sau mới lấy cho mấy ống vitamin K, nên là truyền lít huyết tương chẳng hạn, cứ 15 ml huyết tương trên kg cân nặng để trung hòa, chẳng có cái giá trị gì. Hoặc không may là bệnh nhân ví dụ như Việt Tim của anh Việt này cũng đã launching cái sản phẩm đấy rồi, không may bây giờ toàn đội quan chức ủy viên nó bị chấn thương, nó mổ phẫu thuật lớn mà đang dùng cái đấy thì phải tiêm cái thì mới phẫu thuật ngay được. Chứ không có ví dụ không may bị ruột thừa phải đợi có khi mất 24 giờ sau mới được phép mổ. Nên là Bạch Mai thì khoa cấp cứu đang làm quy trình nhập ở đây. Ở đây các bạn tim mạch lưu ý nhé. Nếu không may mà có bệnh nhân đang dùng
Pradasa mà bị biến chứng chảy máu nguy hiểm đến tính mạng hoặc cần can thiệp cấp cứu, ví dụ can thiệp mạch vành, can thiệp máy tạo nhịp, thì các bạn có thể ra cấp cứu đấy mà mượn là vay cái lọ đấy đây trong bệnh viện mà. Vì cái tim mạch không đề xuất nên là không có cái thuốc đấy, thì các bạn có thể truyền sau đấy thì thích làm gì làm ngay lập tức cho bệnh nhân được, kể cả nhồi máu cơ tim cấp cần can thiệp. Thế thì cái thuốc đối kháng nó có như thế nó sẽ giúp cho mình thuận lợi trong quá trình điều trị. Như vậy cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây đấy là điểm nít. Điểm nít thì các bạn biết đấy, trong chương trình đào tạo về đột quỵ của chúng tôi 3 tháng thì có hẳn một cái module về đào tạo điểm nít này, có những ca lâm sàng cho các bạn đấy học dựa vào các cái video clip đánh giá điểm nít, điểm modified Rankine, thì nó là cái thang điểm quan trọng. Chứ còn Glasgow các bạn đọc các nghiên cứu người ta ít nói lắm. Việt Nam mình thì thôi cứ Glasgow tiện cho từ chấn thương đến đột quỵ đến hôn mê tất tần tật cho dùng hết cái thang điểm này. Nhưng đột quỵ là thang điểm nít. Cái thứ tư đấy là đánh giá các cái chống chỉ định của điều trị tiêu huyết khối. Bởi vì trong cái giai đoạn cấp giờ vàng này này, giờ đầu ấy, cực kỳ tối cấp này cực kỳ quan trọng. Và cái cuối cùng đấy là đánh giá về các cái xét nghiệm cần thiết phải làm trong cái giai đoạn tối cấp. Thế thì để chuẩn đoán đột quỵ thì cái xét nghiệm đơn giản nhất các bạn phải làm đấy là thử đường máu. Thì hiện nay người ta trong đột quỵ có hai cái xét nghiệm người ta cho phép làm tại giường, tức là bedside, hai cái xét nghiệm point of care, đấy là đường huyết mao mạch và xét nghiệm INR nhanh, là hai cái xét nghiệm mà chúng ta nên sử dụng làm nhanh tại chỗ. Hiện nay chúng ta biết đấy, cái rốt nó có cái thử INR thì tất cả những cái nơi đột quỵ bao giờ trong cái túi sách điều trị chúng tôi trang bị một cái máy thử INR test nhanh, thì cái máy đấy cũng rất chính xác. Tất nhiên cái INR nó càng cao thì cái độ chính xác nó sẽ không chính xác, nhưng mà ví dụ khi nó dưới 2 hoặc dưới 3 thì nó gần tương đương. Cũng như đường máu, đường máu ví dụ như dưới 20 thì cái thứ đường máu mao mạch nó gần tương đương với đường máu tĩnh mạch, nhưng mà ví dụ như 30 chẳng hạn là máy thử đường huyết nó không đo được nữa, thì mình cũng biết được. Như vậy thì trong đột quỵ đấy các bạn thử đường huyết mao mạch nhằm phát hiện xem bệnh nhân có hạ đường huyết hay tăng đường huyết cực kỳ quan trọng. Vì hạ đường huyết thì có thể gây ra các cái triệu chứng giống hệt đột quỵ, người ta gọi là shock mimic. Nó cũng có thể rối loạn ý thức, cũng có liệt. À, nhưng chúng ta nếu thử ra cái chúng ta sử dụng phác đồ hạ đường huyết, có thể tiêm nhanh đường 100ml đường 10 chẳng hạn theo phác đồ, nó hết triệu chứng ngay. À, và nó, nếu chúng ta để lâu thì nó sẽ di chứng bất não cho bệnh nhân. Cái thứ hai là tăng đường huyết thì cũng giúp cho chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Người ta thấy rằng đối với đột quỵ ấy, thì nếu mà tăng đường huyết ấy, thì cái outcome bao giờ nó cũng tồi. Cho dù chúng ta can thiệp bằng tiêu huyết khối hay là lấy huyết khối hay là điều trị nội khoa đơn thuần thì tất cả những bệnh nhân bị tiểu đường ấy, thì cái biến là cái kết cục điều trị về sau nó không tốt như cái người không bị tiểu đường. Thế thì chúng ta biết như vậy. Thế thì trong cái chuẩn đoán phân biệt của đột quỵ cấp, người ta quan tâm đến các cái shock mimic, tức là các bệnh lý nó gần giống đột quỵ mà chúng ta có thể nhầm với đột quỵ. Thế thì người ta đưa ra đây rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như ngộ độc rượu cũng có thể chúng ta cần nghĩ đến để loại trừ. Thứ hai là nhiễm trùng thần kinh trung ương. Cái thứ ba, các cái rối loạn chuyển hóa cũng có thể gây ra các cái triệu chứng nhầm lẫn với đột quỵ. Rồi cái bệnh lý thần kinh ngoại vi, ví dụ như liệt dây 7, cũng miệng méo nói khó, tuy nhiên nó không có liệt tay chân và chỉ có dấu hiệu mắt nhắm không kín, dấu hiệu Sackler Bell chẳng hạn. Rồi đau đầu migraine, những bệnh nhân đau đầu migraine nó cũng có thể triệu chứng nó gần giống như đột quỵ. Thế chính vì thế mà chúng ta cũng phải lưu ý hỏi xem bệnh nhân có tiền sử đau đầu migraine không, rồi có triệu chứng aura hay không thì chúng ta phải để ý. Rồi các cái khối u ở trong não cũng có thể có biểu hiện giống đột quỵ, và đặc biệt là hay nhầm đấy là các cái trường hợp sau co giật, người ta gọi là liệt tốt,
tức là sau cơn co giật của động kinh, bệnh nhân nó liệt nửa người như đột quỵ. Nhưng nếu chúng ta có điều kiện chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, chả thấy cái tổn thương mới, thì sao để vài tiếng sau thì có thể bệnh nhân hết hoàn toàn trên nền của cái động kinh. Rồi hạ đường huyết, tụ máu dưới màng cứng, hoặc là các cái quá liều về thuốc. Đấy. Hoặc là bệnh não tăng huyết áp. Thì đây là một loạt các cái nguyên nhân mà người ta đưa ra gọi là các cái shock mimic có thể gây nhầm lẫn với đột quỵ, thì các bạn phải lưu ý để loại trừ. Với những các cái nguyên nhân vừa rồi người ta gọi là shock mimic đấy, thì thường không có cái các cái bất thường trên các lớp vi tính. Ví dụ như chụp lên đối với động kinh, đối với MS đấy, sơ tủy giải giáp, hoặc là migraine, thì chúng ta không thấy có cái bất thường. Và cái việc này cũng rất quan trọng mà chúng ta cần loại trừ các cái chốc mimic để chúng ta phải tiến hành điều trị tiêu huyết khối nếu có chỉ định cho bệnh nhân. Vì nếu chúng ta để sót, để nhầm thì nó có thể gây nguy hiểm khi chúng ta sử dụng thuốc tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Thì các bạn phải lưu ý. Về chuẩn đoán phân biệt về hình ảnh học ấy, thì các bạn cần phải loại trừ các cái khối u hoặc các cái khối áp xe. Thì các bạn thấy ở trên các lớp vi tính thì cũng có các cái khối có tỷ trọng nó tăng hoặc nó giảm, nó không đồng nhất. Ví dụ ở đây toàn bộ nó chủ yếu là các cái giảm mà nó viền phù não nó lớn. Đấy. Người ta thấy rằng các cái phù nó liên quan giống như các cái dấu ấn ngón tay cái này. À. Thì mình phải nghĩ đến các cái nguyên nhân do u hoặc là nguyên nhân do áp xe. Còn đối với đột quỵ ấy thì các cái tổn thương giảm tỷ trọng người ta thấy là nó hình chữ V, vì nó theo phân phối của mạch máu, một cái nhánh lớn đi bao giờ ra ngoại vi nó sẽ chia thành các cái nhánh nhỏ theo hình chữ V, tức là cái đáy chữ V thì nó hướng vào cái nhân xám. Nhân xám ở đây thì người ta gọi nó hình tổn thương dạng hình chữ V là như vậy. Và các cái tổn thương kiểu áp xe thì nó cũng tương tự như thế, nó có thể giống với các cái tổn thương khối u, thì chúng ta cũng cần lưu ý để trên các lớp vi tính chúng ta loại trừ. Chẳng hạn đây một cái bệnh nhân này, chúng ta thấy cái vùng này mình phải nghĩ đến cái căn nguyên khác không phải đột quỵ, về cái tỷ trọng rồi cái vị trí rồi các cái viền phù não nó rất lớn, nó không phù hợp với các cái tổn thương nhồi máu cấp tính. Sang phần thứ hai đấy là loại trừ chảy máu. Thì chúng ta biết đấy, các lớp vi tính thì loại trừ tiêu chuẩn vàng để loại trừ chảy máu. Chỉ cần bị trong vòng sau 5-10 phút chụp lên cái đã loại trừ chảy máu rồi. Xuất huyết dưới nhện hoặc là xuất huyết nhu mô thì chụp các lớp vi tính cái nó đã thấy ngay. Thế còn đối với đột quỵ thiếu máu não thì như lúc tôi nói ban đầu ấy, trong cái giai đoạn tối cấp hoặc giai đoạn cấp ấy, thì nó chỉ phát hiện được các cái dấu hiệu sớm, mà các cái dấu hiệu sớm ở đây là do tắc các cái mạch lớn thì mới có, chứ còn nếu tắc các cái mạch nhỏ do nhánh xiên ấy, thì hầu như nó không có biểu hiện ở trên các lớp vi tính, và cái tỷ lệ gặp nó chỉ khoảng 40% thôi chứ không gặp nhiều. À, nên là chúng ta lưu ý. Chính vì vậy thì đối với đột quỵ hiện nay người ta thấy là chụp các lớp vi tính là ưu tiên hàng đầu, nó vừa nhanh vừa loại trừ xuất huyết và lâm sàng nó phù hợp với đột quỵ là người ta tiến hành điều trị tiêu huyết khối nếu không có chống chỉ định. Thế sau ngày hôm sau tính tiếp cần làm cái gì đánh giá chuyên sâu hơn. Hoặc là hiện nay chúng ta biết các lớp vi tính hầu hết các máy là chụp đa dạy. Thì sau khi chụp cái thùy nhu mô xong thì người ta sẽ tiêm thuốc cận quang để người ta chụp cái mạch máu để loại trừ, để biết được các cái tổn thương có tắc mạch hay dị dạng mạch hay không, hay là các cái phình mạch hay không. Thế thì về chảy máu nội sọ thì chúng ta biết trên các lớp vi tính thì chúng ta nhìn cái là có thể thấy ngay. Tuy nhiên cần phân biệt với cái đậm độ của xương. Đây các bạn nhìn đây. Thì những cái vị trí này người ta, đây là nó xương gọi là vôi hóa. Chúng ta có thể thấy hay gặp vôi hóa nhân bèo hai bên. À, hoặc là vôi hóa trong cái não thất này. Như vậy để phân biệt đấy thì người ta đo đo cái đo độ Hertsfield. Thì chúng ta thấy nếu máu bao giờ cái độ Hertsfield này nó cũng thấp hơn so với các cái cửa sổ xương, thậm chí mình đo
mình đối chiếu so sánh với cái cửa sổ xương trên các lớp vi tính này để xem cái tổn thương tăng tỷ trọng đấy là máu hay là xương. Thế thì nếu cần thì chúng ta phải đo cái tỷ trọng bằng cái độ hát phiêu này để loại trừ đấy là vôi hóa hay là chảy máu. Cái thứ ba là đánh giá mức độ nặng trên hình ảnh học. Thì chúng ta biết đấy, hiện nay đối với đột quỵ thì các bạn sử dụng lâm sàng là thang điểm nhất để đánh giá mức độ, đúng không? Mức độ nặng là nhẹ, thế nào là đột quỵ nhẹ, tức là minor stroke ấy, thế nào là đột quỵ trung bình, thế nào là đột quỵ nặng, thì phải dựa vào thang điểm nhất là trên lâm sàng. À, các bạn biết hiện nay chúng ta rất quan tâm đến cái đột quỵ nhẹ. Tia và đột quỵ nhẹ hiện nay người ta rất quan tâm vì cái điều trị nó phải cần là sử dụng liệu pháp tăng tiểu cầu kép trong vòng 21 ngày. Thì chúng ta phải biết. Chứ là nếu một bệnh nhân bây giờ đột quỵ không phải nhẹ mà các bạn lại cho tiểu cầu kép chẳng hạn, kết hợp aspirin cộng clopidogrel là sai. Nhưng nếu mà đột quỵ mà là nhẹ mà các bạn chỉ cho aspirin không thì cái nguy cơ nó lại tái phát cao. Nên là chúng ta chẩn đoán đột quỵ nhẹ hay nặng là dựa vào thang điểm NIST, tức là dựa vào thang điểm lâm sàng. Thế còn dựa vào hình ảnh học thì chúng ta sẽ chẩn đoán cái mức độ nặng của bệnh nhân dựa vào cái hai thang điểm. Đấy là thang điểm APEX trên CT và thứ hai là diện tích tổn thương nhồi máu cũng trên các lớp vi tính. Thì cái thang điểm APEX hoặc là cái diện nhồi máu này ấy, thì chúng ta áp dụng chỉ cho tắc động mạch não giữa và tắc đoạn tận cánh trong thôi, chứ còn các cái vùng khác thì không đấy. Còn đối với tuần hoàn não sau thì người ta có cái thang điểm gọi là PC APEX, các bạn nhớ đấy. Để tắc động mạch thân thân nền thì có cái thang điểm PC APEX, còn tắc của tuần hoàn não trước tức là động mạch não giữa M1 và đoạn tận cánh trong thì người ta sử dụng thang điểm APEX hoặc là trên 1/3 diện tích. Còn lại lâm sàng thì sẽ đánh giá mức độ nặng dựa vào thang điểm NIST. Đấy là ba cái thang điểm để phân độ mức độ nặng của đột quỵ. Thế thì vừa hình ảnh học thì hai phương pháp chúng ta đánh, đấy là đánh giá về APEX và thứ ba là thể tích ổ nhồi máu, diện tích nhồi máu. Thì khi mà đánh giá diện tích ổ nhồi máu thì ta nhìn vào cái diện nhồi máu người ta ước chừng thôi. Thế còn nếu mà trên chụp cộng hưởng từ hoặc cắt lớp vi tính đấy mà người ta đo được cái thể tích thì nó sẽ chính xác. Ví dụ các bạn biết đấy, trong tác động mạch não giữa ác tính ấy, hiện nay ấy, cái tiêu chuẩn đấy là khi thể tích ổ nhồi máu là trên 82 cm khối thì người ta chẩn đoán là tác động mạch não giữa. Và nếu mà nó trên 140 cm khối thì gần như đấy là 100% tác động mạch não giữa ác tính. Và tác động mạch não giữa ác tính thì gần như là sẽ tử vong 100%. Thế còn là nếu không có thì bác sĩ đã ước chừng theo cái diện tích trên 1/3 diện chi phối của động mạch não giữa. Ví dụ các bạn nhìn đây, chưa có hình ảnh mạch máu thì các bạn thấy toàn bộ thùy trán này, thùy thái dương, thùy đỉnh này của bệnh nhân này là nhồi máu hết toàn bộ một nửa bên bán cầu bên trái. Có nghĩa là bệnh nhân này ấy, vừa tắc của cái động mạch não trước đây, vừa tắc của động mạch não giữa. Vì nếu mà theo diện chi phối động mạch não giữa là nó hình tam giác này. À, thế thì đây cả động mạch não chưa giữa bị tắc, động mạch não trước bị tắc. Như vậy cái bệnh nhân này suy luận ra nó phải tắc đoạn tận của động mạch thân nền. Thì các bạn biết đấy, khi động mạch cánh trong ấy, nó vào nội đường vào sọ nó sẽ chia thành 5 nhánh. Nhánh đầu tiên là nhánh mắt, rồi nhánh đám rối mạch mạc, nhánh động mạch thông sau. Sau đấy đoạn tận thì nó sẽ chia là động mạch não trước và động mạch não giữa. Như vậy cái thằng này chắc chắn gọi là tendon tắc đoạn tận cánh trong. Như vậy toàn bộ cái vùng chi phối này là bị tổn thương ấy. Chưa cần chụp mạch nhưng với tổn thương này chúng ta đoán ra và tiên lượng rất nặng. Thế thì cái diện chi phối người ta dựa vào thể tích trên 1/3, người ta dựa vào ước tính đây. Còn nếu đo được thì nó sẽ chính xác hơn. Thế thì đo hiện nay hay dùng nhất là thang điểm APEX. Thì APEX nó sẽ chính xác hơn. Thế thì trên các lớp vi tính thì chúng ta cũng sẽ biết được cái vùng tổn thương về cái thời điểm.
Ví dụ như thế này, chúng ta thấy gần như cả một bên vùng chi phối động mạch não giữa này, trong cái 24 giờ đầu này thì nó đã giảm tí trọng so với bên này rồi. Ví dụ như đây các bạn thấy các dấu hiệu này, đây là dấu hiệu ri băng thì đảo, là hình răng cưa đây, thì bên này nó xóa hết, nó không còn hình răng cưa thế này này. Rồi đây các cái rãnh quần não đây thì nó không còn, nó đồng nhất hết tí trọng, mất phân biệt chất xám chất trắng, là giảm tí trọng của nhân bèo này, bị hết. Như vậy toàn bộ diện chi phối động mạch não giữa đây là bị tổn thương. Tuy nhiên đây là 24 giờ, thế để đến 72 giờ các bạn thấy toàn bộ nhồi máu này nó đã rất rõ, và sau đấy nữa các bạn nhìn thấy gần như là tổn thương nó quá điển hình. Thậm chí ở đây các bạn thấy có bắt đầu có các cái chấm tăng tỉ trọng ở trong này, là có xu hướng chuyển dạng ở trong ổ nhồi máu này rồi. Mà mấy cái này mà các bạn lại cho chống đông ngay, hoặc là các bạn cho thuốc chống đông hoặc chống ngưng tập tiểu cầu, chắc chắn nó sẽ bị chuyển dạng ở đây. Ví dụ như đây thậm chí là phải lùi chống đông lại 12 ngày sau chụp lại. Nếu nó không có chuyển dạng thì mới được phép cho thuốc chống đông dự phòng cấp 2 cho bệnh nhân. Thế thì cái thang điểm Aspect trên các lớp vi tính hiện nay ấy, thì người ta có 10 điểm. Cái này thì chẩn đoán hình ảnh, kể cả chẩn đoán hình ảnh các nơi hầu như không quan tâm đến cái này. Nhưng các bác sĩ làm đột quỵ thì người ta lại biết về cái điều này. Và các bạn biết trong chương trình học về đột quỵ chúng tôi học ấy, một trong những cái tiêu chuẩn để tốt nghiệp là mình phải đọc được hình ảnh học của cắt lớp vi tính, à của đột quỵ não. Chứ nhiều khi bây giờ đưa một cái phim cắt lớp hoặc cái cộng hưởng từ cho chúng ta đọc, chúng ta chẳng biết đọc thế nào. Ông chuẩn đoán hình ảnh ông đọc thế nào thì cứ nhìn kết quả giấy thôi, thậm chí đọc sót tổn thương. Ở đây cũng thế, ở chuẩn đoán hình ảnh mình mai cũng thế, phải góp ý cho người ta đọc nó phải theo protocol, chứ không phải đọc kết luận có một dòng duy nhất. Các bạn vào miền Nam ấy, trong miền Nam một một năm nó cũng áp dụng giống Tây cũng rất tốt. Ví dụ như cắt lớp vi tính lên, cái điều đầu tiên chúng ta đọc là có chảy máu hay không chảy máu, có nhồi máu hay không nhồi máu, đấy là cái tiêu chuẩn thứ nhất. Thứ hai, nếu nhồi máu thì vị trí nhồi ở đâu. Đó. Cái thứ ba là nhồi máu đây là sớm hay là muộn. Cái thứ tư là vị tương ứng với cái động mạch chi phối là động mạch nào, và có tắc hay không tắc. Và cái thứ năm đấy là mức độ tổn thương ra sao, ví dụ aspect của nó là mấy điểm. Và cuối cùng đấy là ít ra phải đọc được đấy là các tổn thương khác kèm theo. Chứ còn ví dụ như ở đây chúng ta lấy cái giấy hình ảnh học đúng không, kết luận hình ảnh nhồi máu não bán cầu trái hết, chẳng có thêm cái thông tin gì. Các bạn cứ để ý cái giấy ấy. Nhưng mà nếu đọc về đột quỵ ấy, trong một một năm tôi thấy cái khoa chẩn đoán hình ảnh nó áp dụng theo protocol nước ngoài cũng rất tốt, tức là ít ra đọc cái người khi mà mình cầm cái giấy đấy mình nó đầy đủ hết các cái thông tin cho mình. Vì nhiều khi các bạn không làm chuyên đột quỵ mà thì cầm một cái giấy nó cuối cùng chả hiểu, thậm chí nó có dị dạng mạch kèm theo, có ca vét nôm kèm theo, có túi phình chưa vỡ kèm theo, nó không chả đọc gì chẳng trong cái kết quả kết luận. Thế làm cho mình ví dụ như lúc điều trị, thậm chí ví dụ các cái micro bleeding chẳng hạn, các cái vi chảy máu, vì nếu nó đọc cho mình thì mình không dám cho chống đông hoặc chống ngưng tập tiểu cầu. Thế thì quay lại đây, cái thang điểm Aspect này là chúng ta cũng phải đọc được, còn nếu không đọc được thì ông chẩn đoán hình ảnh ông phải đọc cho chúng ta. Đấy, hiện nay bên chẩn đoán hình ảnh cái thang điểm này cũng đã gần như đọc thường quy rồi, thì khi các bạn nhận được cái giấy thì các bạn cũng phải biết. Thì giá trị của thang điểm Aspect là nó sẽ tối ưu hóa cho việc lựa chọn cũng như cải thiện các cái kết cục điều trị của bệnh nhân, rồi giảm chi phí nằm viện do giảm thời gian nằm viện. Thế thì Aspect này thì nó có 10 vùng tương ứng với 10 điểm. Thì có hai cái lát cắt mà chúng ta cần quan tâm. Cái lát cắt đầu tiên ấy, là cái lát cắt qua các cái hạch nền đây này. Thì người ta chia cái Aspect ở đây có 7 vùng. Đấy, các bạn nhìn đấy. M1, M2, M3 là tương ứng với các cái vùng của não chi phối. Cái diện chi phối động mạch não giữa các bạn thấy nó hình tam giác ấy. Hình tam giác ấy.
Thế thì M1, M2, M3 là tương ứng với ba cái vùng vỏ não có cái lát cách qua hạch nền. Cái C đây người ta gọi đó là nhân đuôi. Khi có tổn thương ở đây là nhồi máu đây thì gọi là vùng nhân đuôi. IC đây là vùng bao trong. Đó. L đây là insula, là thùy đảo. L đây là gọi là lentiform, các cái nhân sám, nhân độ nhân sám. Như vậy qua cái lát cát thành lền này thì có 7 vùng của thang điểm aspect. Thì bình thường các bạn là không thấy tổn thương, các bạn nhìn sang bên đây là bình thường, là hầu như không có tổn thương, có nghĩa là bệnh nhân 7 điểm. Thế khi mà có tổn thương vùng nào ấy, thì các bạn trừ đi điểm của vùng đấy. Ví dụ bây giờ nhồi máu nó tại vị trí M1, M2 tức là mất mất 2 điểm. Như vậy aspect ở đây chỉ còn 5 điểm trên 5 trên 7. Nếu đây nó lại bị M1, M2, M3 và thủy đảo này chẳng hạn, mất 4 điểm. Như vậy mất 4 trên 7 vùng là bị tổn thương. Cái lát cắt thứ hai là cái lát cắt trên lều, lát cắt trên hạch nền này nè, thì có 3 vùng vỏ não tương ứng M4, M5, M6 và bình thường là không có tổn thương. Như vậy hai cái lát cắt đấy thì có 10 vùng tương ứng với 10 điểm của aspect. Người bình thường thì aspect là 10 điểm. Như vậy khi có tổn thương vùng nào thì sẽ trừ đi vùng ấy. Và các bạn biết đấy, trong điều trị đột quỵ, nếu bệnh nhân mà aspect lớn hơn bằng 7 điểm thì mới được phép điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Khi aspect mà lớn hơn bằng 6 thì mới được phép lấy huyết khối cho bệnh nhân. Còn nếu bệnh nhân aspect mà dưới 6, tức là có tổn thương 4 vùng trở lên rồi, thì các bạn không được điều trị tiêu huyết khối hoặc lấy huyết khối cho bệnh nhân. Vì lúc đấy vùng tổn thương nhồi máu nó đã quá lớn. Các bạn lấy xong là sẽ chuyển dạng chảy máu, sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân. Tương tự lúc các bạn điều trị cũng thế. Aspect mà càng thấp thì cái vùng nhồi máu nó càng lớn. Có nghĩa là các bạn mà điều trị chống đông hoặc chống ngưng tập tiểu cầu, cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân cũng rất cao. Và nếu aspect mà dưới 3 điểm ấy, thì người ta nói rằng đấy, bệnh nhân nhiều khả năng sẽ tiến triển thành tắc động mạch não giữa aspect, vì nó 7 vùng nó đã bị tổn thương hết rồi, chỉ còn 3 vùng lành nữa. Thì lúc đấy các bạn biết, mặc dù bệnh nhân nó còn tỉnh táo đúng không, nhưng phải xem xét mở sọ giảm áp, mà như bác sĩ Hà bên bên đại uy tôi đang hướng dẫn tiến sĩ là sẽ mở sọ giảm áp mặc dù nó đang tỉnh. Chứ còn để nó hôn mê ngày thứ ba thứ tư, lúc hôn mê các bạn gâu dưới 12 điểm rồi, mở ra chả còn giá trị gì, vì nó tổn thương vào đè đấy, ép vào cái vùng não lành rồi chả còn giá trị. Nên ví dụ mở sọ giảm áp sớm là trong vòng 24 giờ, cùng lắm trong vòng 48 giờ, chứ còn đến ngày thứ ba thứ tư rồi chả có giá trị gì. Các bạn lưu ý là như vậy. Như vậy về điểm aspect, khi mà không điểm có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn bình thường, có nghĩa là tổn thương toàn bộ. Còn nếu là 10 điểm có nghĩa là hoàn toàn bình thường, không có vùng tổn thương. Đó. Thế thì cái APEC thì các bạn cũng nên biết là nó là cái thang điểm nó thường quy trong điều trị đột quỵ. Thế thì khi mà bệnh nhân tắc động mạch não giữa hoặc động mạch tận quảng trong ấy, thì như tôi vừa nói đấy, APEC lớn hơn bằng 7 điểm thì chỉ định điều trị tiêu huyết khối. Còn nếu mà thấp hơn thì chúng ta không nên điều trị, điều trị nó sẽ có hại cho bệnh nhân. Sang phần tiếp theo đấy là các cái chống chỉ định của điều trị tiêu huyết khối. Thì các cái chống chỉ định người ta chia thành 5 nhóm chính, tức là các cái chống chỉ định mà làm tăng nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ không được điều trị. Cái thứ hai là tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng quá không được điều trị. Cái thứ ba là cái độ tuổi hiện nay thì dưới 18 hoặc trên 80 thì nó xếp vào gọi là chống chỉ định tương đối. Vì hầu hết các nghiên cứu nó làm trong cái độ tuổi 18 đến 80. Nhưng hiện nay có như trên 80 vẫn điều trị. Hôm vừa rồi Thanh Nhàn hội chẩn điều trị ca 103 tuổi cũng thành công. Nhưng mà nó 1-2 ca thì cũng chưa nói trước điều gì. Có thể ông ăn may lúc mà, hoặc là đấy, phải đánh giá rất cẩn thận.
Thì đấy là những cái gọi là chống chỉ định tương đối. Thế còn dưới 18 tuổi thì cũng cũng cân nhắc, vì các nghiên cứu randomized control là nó không tuyển những cái bệnh nhân dưới 18 tuổi vào. Thì lúc đấy tùy theo từng quyết định lâm sàng và ý kiến của các cái chuyên gia thôi. Và cái cuối cùng đấy là khởi phát các triệu chứng mà nó xuất hiện đã trên 4,5 giờ đồng hồ thì không được điều trị. Thế về các cái chống chỉ định điều trị tiêu huyết khối đây chúng ta nhìn thấy, tức là có bằng chứng chảy máu nổi sọ trên các lớp vi tính. Thứ hai, triệu chứng lâm sàng gợi ý đến xuất huyết dưới nhện cho dù các lớp vi tính bình thường. Nếu các bạn có điều kiện học cái bài xuất huyết dưới nhện đấy, thì chúng ta biết đấy, xuất huyết dưới nhện đấy, tiêu chuẩn vàng là các lớp vi tính thấy các cái máu ở trong các cái rãnh quần não. Tuy nhiên có tới 80% số bệnh nhân là có tổn thương chảy máu trên CT, còn 20% là không có nhìn thấy chảy máu bởi vì nó rất kín đáo. Như vậy 20 cái trường hợp phần trăm trường hợp đấy để chuẩn đoán xuất huyết dưới nhện là các bạn bắt buộc phải chọc dịch não tủy nhé. Vậy chọc dịch não tủy sẽ ra ba ống máu liên tiếp không đông, màu sắc giống nhau, hồng giống nhau, thì lúc đấy chúng ta chuẩn đoán. Còn nước ngoài nó làm một xét nghiệm, Việt Nam chỉ lấy ra làm được hồng cầu thôi, chứ còn nước ngoài nó làm được các cái sản phẩm dạng hóa của hồng cầu để chuẩn đoán hồi cứu. Ví dụ như nó bị xuất huyết dưới nhện cách 1 tuần rồi thì không còn hồng cầu nữa, nó phân hủy hết. Tuy nhiên Việt Nam mình chưa làm được cái đấy. Thế thì nếu lâm sàng nghi ngờ xuất huyết dưới nhện, đau đầu dữ dội nhất trong cuộc đời, gáy cứng mà CT bình thường lại không có yếu liệt nít lại dưới 4 điểm thì phải nghĩ đến đấy là xuất huyết dưới nhện và không được phép điều trị tiêu huyết khối. Rồi những bệnh nhân mà trước đấy trong vòng 48 giờ đang dùng các cái thuốc chống đông heparin, hoặc trong vòng 24 giờ dùng các heparin trọng lượng phân tử thấp là không được dùng. Ngày hôm qua bệnh viện Quảng Ninh có cái ca can thiệp mạch vành. Sau can thiệp thì bệnh nhân 4 tiếng sau thì có đột quỵ. Sau hội chẩn với chúng tôi nhưng mà bảo không được điều trị tiêu huyết khối. Bởi vì vừa mới can thiệp mạch vành dùng rất nhiều heparin vào, đấy là chống chỉ định. Thế thì yêu cầu chụp MSCT lên. Nếu là bằng chứng tắc mạch lớn thì quyết định lấy huyết khối. Còn lại nếu mà không có tắc mạch lớn thì không được phép điều trị tiêu huyết khối. Và bệnh nhân đấy chụp lên thì nó không có tắc mạch nên cuối cùng không điều trị gì, phải chấp nhận. Rồi các cái chống chỉ định là bệnh nhân có tiền sử là xuất huyết não thì mình không thể không được điều trị rồi, hoặc là nhồi máu não trong vòng 3 tháng là không điều trị. Đấy, chẳng hạn như các bạn biết thôi, cái hôm vừa rồi tôi đăng cái bài báo mà trên tạp chí, cũng tạp chí ISI Scopus, về cái ca mà sau chuyển tim mạch cái này, một ca đột quỵ trước đây 4 tháng thì vào đột quỵ thì mình chụp lên không có tắc mạch lớn, mình tiêu huyết khối. À, thế sau đấy thì siêu âm tim qua thành ngực cái tim mạch này bình thường, về cho aspirin dự phòng. 4 tháng sau thì nó vào, nó bị tắc lại mạch. Nhưng mà vào đấy là giờ thứ tư rồi, để chụp lên tắc mạch lớn thì lấy huyết khối. Lấy huyết khối xong 2 ngày sau nó lại tắc lại cái vị trí đấy, lại lấy huyết khối lần hai. Thế sau mới đi siêu âm tim qua thực quản thì còn lỗ bồi dục. Thế sau đấy chuyển lên trên Q Q2 điều trị đúng không? Mình cho Sarento, gọi là còn PFO, cho Sarento điều trị để ra viện bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Nhưng về ra viện nó lại dùng aspirin. 15 ngày sau lại đột quỵ vào. Vào thì các bạn biết đấy, vào cái lần thứ ba vừa tắc mạch phổi, vừa suy hô hấp, vừa khó thở. Chụp lên thì vừa tác động mạch não giữa, và lần này nó là bên đối bên. Đấy, rất may cái hai cái lần trước cái ổ nhồi máu nó hồi phục và hoàn toàn, nó modify nó chỉ còn một điểm, tức là hơi khiếm khuyết một tí thôi. Nó chụp lên tiêu huyết khối mình không tiêu được rồi vì nó mới nhồi máu liên tiếp tiếp trong một thời gian dài. Rồi đấy, thế thì tắc mạch M1. Đồng thời bệnh nhân có suy hô hấp, SpO2 tụt, đặt ống xong là sau đấy thì chụp luôn MSCT mạch phổi, tác động mạch phổi cả hai bên. Thế cùng sau đấy quyết định là ưu tiên mạch não trước, lấy huyết khối mạch não xong thì lấy huyết khối động mạch phổi.
sau đấy truyền heparin, lúc đấy bắt buộc phải truyền heparin 24 giờ cho dù nó chấp nhận chảy máu ở trên. Nên may quá nó không như đấy, sau đó đóng theo chuyển vào C1 tim mạch tiếp rồi chị, sao lại vòng lên Q2 đúng không, Q3B, sau đấy thì đã biết dù rồi đúng không, hôm vừa rồi vào biết dù mà tôi đăng trên báo quốc tế, cái ca đấy được accept ngay lập tức. Ca đấy như cũng vừa scope vừa IS2 đều qua đây, sắp tới cũng chuẩn bị đăng một cái ca ca tức là trên một cái bệnh viện tỉnh khác, điều trị tiêu hết khối xong, vừa xong được 10 phút tiêu hết khối thì bệnh nhân đau ngực block 3B cấp 3. À, sau đấy thì tụt huyết áp, mới sau 10 phút tiêu hết khối làm điện tim lên là toàn bộ ST chênh lên ở D2 D3 AVS và nhịp nó có 30 lần một phút. Thế lúc đấy bây giờ chúng ta rất khó xử lý, vừa tiêu hết khối xong là chống chỉ định gọi tiêu tiếp vào tim. À, kể cả can thiệp bây giờ kể cả đặt máy tạo nhịp và xâm lấn cũng là chống chỉ định, vì các bạn chọc cái là nó phun máu nó nhầm. Thế thì với gọi điện yêu cầu là đặt máy tạo nhịp ngoài để nó không cần các cái xâm lấn, sau đấy chụp mạch vành. Chụp mạch vành thì lúc đấy mình chưa có kinh nghiệm vì đây là ca đầu tiên gặp, thì với suy luận mà thôi chụp lên thì nhiều khả năng tắc mạch vành phải rồi, thì yêu cầu các bác sĩ can thiệp là hút huyết khối chứ không được đặt stent, vì mình cũng chơi trò mạo hiểm là hút huyết khối thì mình đoán là nó bong huyết khối ra thì hút cái thì nó sẽ thông, và nếu mà nó sơ vữa thì bắt buộc phải đặt stent, mà các bạn biết đặt stent xong là phải cho heparin trọng lượng phân tử thấp, cho tiểu cầu kép, mà vừa tiêu huyết khối xong thì nó sẽ nguy cơ nó chảy máu rất cao. Cuối cùng cái này may quá hút không phải đặt stent nên là quyết định không dùng chống đông chống ngưng tập tiểu cầu. Để cân nhắc mãi thì tiêm nửa bơm Novelox 20. Thế sau ngày hôm sau thì bệnh nhân hồi phục điều trị may nó không tắc lại. Sau cái ca đấy cũng là viết báo nước ngoài, lúc mình tìm lại tài liệu nước ngoài nó chỉ có cả thế giới nó công bố có khoảng chưa đến chục ca, thì hầu hết các ông ấy đặt stent thì chết hết. Bởi vì khi đặt stent một ca thì cho dự phòng aspirin chết, một ca thì cho Novelox cũng chết, thế còn ba ca cuối cùng ấy, thì sống, là nó vừa phải cho Novelox vừa cho tiểu cầu kép. Lúc đấy thì nó cái gọi là tim nó quan trọng hơn nào, chúng ta lại lúc đấy đặt cái vai trò của tim trên hết chứ không phải đặt vai trò của não trên. Nếu tiêu hết khối các bạn điều trị là đặt cái vai trò của não trên hết vì các cái cơ quan khác bình thường, vì chúng ta không ưu tiên não mà chúng ta dùng thì nó chuyển dạng. Thế còn khi mạch vành rồi thì ưu tiên cái thằng tim trước thì cũng sống được rồi với tính chuyện với não. À, thế thì ca này mình cũng đặc biệt là mình lại không đặt stent, mà ca này đang đăng submit vào cái báo của anh ấy, thì hôm vừa rồi nó được hơn một tháng rồi, chắc hy vọng là được, nhưng mà đóng lệ phí mất 2.200 đô để được đăng. Đừng nó hỏi mình phí nếu được đăng thì có chấp nhận đóng 2.200 đô không. Nhưng các bạn biết hiện nay viết báo quốc tế ấy, mình cứ cứ trêu là nó phải vừa một cái nhà doanh nghiệp chứ mà nhà khoa học đơn thuần cũng biết. Ví dụ đăng trên Nature có những đứa nó 4.000 đô một cái bài. Đó. Còn cái ca kia thì đăng bọn tôi đăng thì mất 350 euro cái bài đầu tiên. Như vậy nó cực kỳ tốn kém, nên là bảo các anh nghiên cứu sinh bây giờ trốn hết đúng không? Làm sao mà ra được bài báo quốc tế mà lại tiền đâu mà đăng. Chưa kể bao nhiêu công sức viết đi viết lại suốt ngày nó gửi có khi cả năm trời sửa không xong. Quay lại cái phần chống chỉ định thì đột quỵ trong vòng 3 tháng là không tiêu hết khối, tiểu cầu dưới 100.000 cũng không tiêu, hoặc mà đang dùng thuốc kháng chống đông đi nhóm syndrome mà INR nó trên 1.7 cũng không dùng, hoặc huyết áp mà không kiểm soát dưới 185 hoặc dưới 110 tâm trường thì các bạn không dùng. Ngoài ra còn các cái dấu hiệu về hình ảnh như vừa nói, áp bách nó dưới 7 điểm hoặc là lâm sàng nó quá nặng tức là lít trên 25 điểm hoặc là đột quỵ nhẹ
Đột quỵ nhẹ tức là đột quỵ mà có điểm nít nhỏ hơn bằng 4, người ta gọi là đột quỵ nhẹ. Rồi triệu chứng khởi phát là trên 4,5 giờ, hoặc là khởi phát đột quỵ có co giật, hoặc là có hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết trên 22,2 mmol là không được điều trị tiêu huyết khối. Vậy thì điều trị như thế nào? Thì ở đây khi bệnh nhân đến ở nước ngoài là nó được thông báo trước rồi, nên đến cấp cứu là nó vào thẳng phòng cắt lớp vi tính các bạn, chứ không vào phòng phòng cấp cứu nữa, mà đưa ngay vào phòng cấp cứu, à phòng cắt lớp vi tính nằm trong cấp cứu. Thì các bác sĩ đột quỵ ở đây này để đánh giá dấu hiệu sống, tiền sử của bệnh nhân và nhanh chóng khám các cái dấu hiệu về nít. Thứ hai là người y tá phải làm gì ạ? Lấy các chức năng sống và làm ngay xét nghiệm nhanh tại giường qua que là đường huyết và INR. Sau đấy thì đặt hai đường truyền tĩnh mạch để mà sử dụng là dùng thuốc hoặc là tiêu huyết khối hoặc thuốc hạ huyết áp. Đồng thời làm các cái xét nghiệm cơ bản, ví dụ như công thức máu, điện giải, chức năng thận, là các cái marker về tim mạch như troponin hoặc là đông máu và điện giải đồ. À, điện điện tim. Và cái quan tâm hàng đầu đấy là làm sao phải chụp cắt lớp vi tính ngay lập tức cho bệnh nhân. Hiện nay các bạn biết đến nước ngoài nó quy trình cái này nó nhanh lắm, bây giờ nó khoảng 20 phút từ lúc vào viện nó đã chụp xong cắt lớp vi tính và đưa ra quyết định điều trị ngay cho bệnh nhân. Như vậy đối với những bệnh nhân đột quỵ hiện nay đấy, chúng ta biết cái bước thứ tư này này nó không đề cao cái tính cấp thiết nữa, mà nó có thể đưa xuống sau. Như vậy đến chúng ta chỉ cần quay que đường máu INR nhanh, chụp CT không có chảy máu lâm sàng tốt là điều trị cho bệnh nhân. Và trong quá trình điều trị thì chờ các cái kết quả lab này trong vòng 30 phút nó về. Sau đấy lúc đấy chúng ta sẽ quyết định tiếp cho bệnh nhân. Như vậy cái quy trình hiện nay các bạn biết nó cực kỳ rút ngắn. Và đột quỵ nó còn nhanh hơn mạch vành. Mạch vành của các bạn là 12 tiếng cấp cứu à, nhưng mà đột quỵ bây giờ đo tunider vào cho cấp cứu bây giờ cố gắng dưới 60 phút, thậm chí nước ngoài giờ chỉ có 25 phút nó đã đánh giá và điều trị, bắt đầu điều trị ngay rồi. Như vậy cái quy trình đột quỵ hiện nay nó thuộc dạng là điều trị tối cấp. Như vậy về quyết định lâm sàng, đứng trước một bệnh nhân đột quỵ tối cấp vào các bạn khám lâm sàng, sau các bạn sẽ quyết định chẩn đoán. Chẩn đoán ở đây chúng ta xem có phù hợp với đột quỵ hay không và phải loại trừ các cái giả đột quỵ, tức là các cái trường hợp giống đột quỵ. Nếu mà các cái trường hợp giả đột quỵ thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân của nó. Nếu mà chẩn đoán đột quỵ thì bước thứ hai là xem nó có chảy máu não hay không. Nếu mà có chảy máu não thì chúng ta điều trị theo phác đồ chảy máu nội sọ. Nó có phác đồ riêng tại khoa cấp cứu. Còn nếu mà không phải chảy máu nội sọ thì chúng ta đánh giá xem mức độ nặng như thế nào. Mức độ nặng thì chúng ta dựa vào hình ảnh học để chúng ta đánh giá, đấy là diện chi phối động mạch não giữa hoặc là thang điểm Aspect. Nếu mà tổn thương hình ảnh học tức là dưới 1/3 diện chi phối động mạch não giữa thì sẽ xem xét điều trị tiêu huyết khối xem có chống chỉ định gì hay không. Nếu mà có chống chỉ định thì chúng ta điều trị nội khoa đơn thuần. Nếu không có chống chỉ định, nếu mà có chống chỉ định mà có bằng chứng tắc mạch lớn thì chúng ta quyết định lấy huyết khối cho bệnh nhân trong cửa sổ 6 giờ. Và thậm chí hiện nay đấy là trong cửa sổ 24 giờ, hôm trước tôi đã báo cáo cho các bạn rồi. Có thể mở rộng đến 24 giờ để điều trị lấy huyết khối. Còn nếu mà không có chống chỉ định của tiêu huyết khối thì chúng ta xem xét có chỉ định điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Và khi bệnh nhân điều trị tiêu huyết khối này mà có bằng chứng tắc cái động mạch lớn thì lại song song phải phối hợp lấy huyết khối cơ học. Như vậy trong cái giai đoạn tối cấp, bốn cái bước mà khi nãy tôi vừa đề cập với các bạn đây này, về chẩn đoán, loại trừ chảy máu, đánh giá mức độ nặng và các cái chống chỉ định này, thì chúng ta thực hiện theo bốn bước này. Và trong bốn bước này thì có các cái bước nhỏ đây để quyết định điều trị cho bệnh nhân. Như vậy sau cái giai đoạn tối cấp,
Kết thúc thì chúng ta sẽ sang cái giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp là giai đoạn từ 1 đến 24 giờ. Thì trong cái giai đoạn này thì bệnh nhân nên được đánh giá về các cái nguy cơ về tiến triển của nhồi máu và về theo dõi xem nó liệu nó có tiến triển nặng lên hay không. Và đồng thời chúng ta điều trị các cái biến chứng về tim mạch, về hô hấp của bệnh nhân. Về xử trí chung trong cái giai đoạn này ấy, thì gồm bước thứ nhất là theo dõi bệnh nhân. Bước thứ hai là chăm sóc đường thở và hô hấp. Cái thứ ba là cân bằng dịch. Cái thứ tư là kiểm soát huyết áp. Thứ năm là kiểm soát đường huyết. Và cuối cùng là kiểm soát thân nhiệt. Về theo dõi thì đối với đột quỵ cấp trong giai đoạn từ 1 đến 24 giờ thì các bạn có thể theo dõi liên tục về nhịp tim, nhịp thở và SpO2. Còn theo dõi ngắt quãng thì không cần theo dõi liên tục, đấy là đo huyết áp ngắt quãng nhưng không phải liên tục. Thứ hai đường máu. Cái thứ ba là ý thức và đồng tử. Cái thứ tư là tình trạng thần kinh. Như vậy trong 24 giờ thì có ba cái các bạn nên lắp monitor theo dõi liên tục, đấy là điện tim, nhịp thở và độ bão hòa oxy. Còn lại bốn cái thông số này thì chúng ta theo dõi ngắt quãng, không cần phải theo dõi liên tục. Cái thứ hai là đấy về hô hấp thì chúng ta phải làm sao đảm bảo đủ oxy hóa cho bệnh nhân. Hiện nay cũng giống như nhồi máu cơ tim, chúng ta không cần phải thở oxy thường quy cho bệnh nhân. Người ta khuyến cáo chỉ cần thở oxy khi SpO2 dưới 95% thì chúng ta mới cần thở để đảm bảo oxy hóa máu trên 95%. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá các cái nguy cơ liên quan đến rối loạn nuốt của bệnh nhân để đặt cái tư thế cho bệnh nhân. Vậy khi bệnh nhân đến vào, bây giờ hiện nay cái đánh giá về rối loạn nuốt trong đột quỵ cũng rất quan trọng. À, trong vòng 24 giờ các bạn phải đánh giá vì để quyết định cho bệnh nhân có uống thuốc đường miệng hay không, ăn uống đường miệng hay không, hay là phải đặt sông dạ dày. Vì nếu không sẽ sặc ra suy hấp cho bệnh nhân. Rồi bệnh nhân xem có giảm thông khí không do các cái tổn thương ở thân não, hoặc là các cái nguy cơ tắc nghẽn đường hô hấp do bệnh nhân nôn, phù nề thanh quản. Và lúc đấy đấy thì nếu bệnh nhân mà mất phản xạ bảo vệ đường thở thì các bạn phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân, đặt ở đây đặt bảo vệ chứ không cần phải thở máy, vì thở oxy bình thường qua nội khí quản là tốt rồi. Ở đây chẳng qua mất khả năng ho khạc thì chúng ta phải đặt để bảo vệ, đặc biệt những cái bệnh nhân mà tổn thương ở thân não. Thế về huyết áp ấy thì chúng ta biết đấy, hầu hết bệnh nhân đột quỵ là nó có tăng huyết áp trong giai đoạn cấp. Nó nhiều nguyên nhân, ví dụ do đau, do stress, do cầu bằng quang, do suy hấp đều có tăng huyết áp phản ứng. À, thì chúng ta phải lưu ý. Và nếu tăng huyết áp phản ứng thì nó sẽ hạ tự nhiên trong vòng một vài ngày, hoặc là giải quyết nguyên nhân, ví dụ như nó có bí đái cầu bằng quang thì cần đặt cái sông tiểu cái là huyết áp nó về bình thường. Có ho khạc kém, sặc đờm ấy, hút đờm là nó sẽ bình thường. Nếu nó đau thì cho tôi một chai giảm đau nó sẽ bình thường. Sốt này cho hạ sốt nó sẽ về bình thường. À. Và lưu ý đối với đột quỵ thiếu máu não, chúng ta phải đảm bảo cái tưới máu của ngoại vi, tức là cái vùng tranh tối tranh sáng cho bệnh nhân, nó phải đảm bảo. Nếu chúng ta hạ huyết áp thấp quá mức ấy, thì nó sẽ làm giảm tưới máu các cái vùng quanh nhồi máu, tức là cái vùng tranh tối tranh sáng, và bệnh nhân sẽ tiến triển đột quỵ nặng hơn. Thế còn nếu xuất huyết thì chúng ta cũng có thể đấy, thì trong cái phạm vi bài này thì mình không không về huyết áp con số cụ thể. Thì các bạn biết hiện nay trong cái đột quỵ thiếu máu não giai đoạn cấp ấy, thì guideline của Hoa Kỳ thì người ta đưa con số là 220 chứ không phải là 200. Khi huyết áp trên 220 hoặc tâm trương trên 110 thì mới xem xét hạ huyết áp đường tĩnh mạch. Còn nếu dưới cái con số này thì cũng không hạ. À. Thế còn đối với bệnh nhân mà đột quỵ thiếu máu não mà có điều trị tiêu huyết khối thì bắt buộc phải duy trì huyết áp dưới 180 tâm thu và dưới 110 tâm trương trước khi tiêm thuốc tiêu huyết khối cho bệnh nhân, hoặc trước khi lấy huyết khối cửa họng thì phải đưa con huyết áp cái đích huyết áp xuống dưới mức đấy. Thế còn bệnh nhân xuất huyết não nếu đến trong vòng 6 giờ đầu ấy
thì các bạn có thể hạ huyết áp xuống 140 đến 150, xuất huyết nội sọ. Còn nếu mà để xuất huyết nội sọ mà nó đến quá 6 giờ rồi thì lúc đấy nó tăng phản huyết áp phản ứng, các bạn không được phép hạ thấp huyết áp. Lúc đấy các bạn có thể phải duy trì, nên duy trì huyết áp từ 160 đến 180, bởi vì nó lúc đấy nó tăng áp lực nội sọ do khối máu tụ ở trong đầu, thì cơ thể nó phải phải bù trừ, duy trì áp lực tuyến máu não bằng huyết áp trung bình tăng lên, để vì các bạn biết đấy, áp lực tuyến máu não bằng huyết áp trung bình trừ đi áp lực nội sọ. Mà áp lực nội sọ bình thường nó dưới 18, nếu mà có khối máu tụ vào nó tăng lên 40 chẳng hạn thì huyết áp trung bình nó phải tăng lên đến 100 thì nó trừ đi 40 thì nó mới ra được áp lực tuyến máu não hằng định là 60. Thì lúc đấy các bạn không được hạ thấp nha, huyết áp. Còn nếu đến sớm trước 6 giờ cái máu tụ nó chưa to thì các bạn được phép hạ xuống 140, 110 để cho cái khối máu tụ nó không tiến triển lên. Đấy là đối với xuất huyết nội sọ là như thế. Như vậy trong đột quỵ ấy, thì người ta tránh hạ huyết áp, tránh làm hạ làm giảm huyết áp quá mức hoặc là quá nhanh. Đấy là hai cái lưu ý như thế. Về kiểm soát đường huyết đấy, thì chúng ta biết đấy, đường huyết cao trong đột quỵ cấp thì nó có thể làm tăng kích thước ổ nhồi máu, cũng như làm giảm cái tiên lượng phục hồi tốt cho bệnh nhân, tức là cái outcome của những cái bệnh nhân tăng đường máu bao giờ cũng tồi hơn những cái người không bị đái tháo đường. Mà hạ đường huyết quá mức thì nó có thể gây ra triệu chứng giống đột quỵ. Chính vì thế đấy, thì chúng ta nên theo dõi đường huyết định kỳ cho bệnh nhân đột quỵ cấp, và nói chung là chúng ta duy trì đường huyết nó khoảng dưới 10 là được, không cần tích cực quá. Ngày xưa trong hồi sức gọi là kiểm soát đường huyết tích cực, một cái nghiên cứu của Van der Berger trong bệnh nhân hồi sức ấy, nhưng mà sau này thấy những cái bệnh nhân kiểm soát đường huyết tích cực cái tỷ lệ tử vong cao hơn, nên trong cái giai đoạn cấp chúng ta chỉ cần duy trì đường huyết nó dưới 10 mmol là được. Còn sau đến giai đoạn ổn định thì các bạn mới điều trị dự phòng cấp 2, mới đến lấy được cái mục tiêu là HbA1c dưới 7.0, hoặc nếu tốt được thì dưới 6.5 là cái lý tưởng. Thế còn trong cái giai đoạn cấp này cũng không nên tích cực quá. Về thân nhiệt thì đối với đột quỵ thì để thân nhiệt tăng thì nó sẽ làm tăng cái nhu cầu oxy cho não, thì nó sẽ làm cho tình trạng bệnh nó nặng lên. Đồng thời nếu mà nó tăng thân nhiệt thì nó sẽ làm tăng kích thước của nhồi máu. Chính vì thế thì người ta khuyến cáo nên duy trì thân nhiệt dưới 37 độ 5, thế là hợp lý. Thì các bạn có thể hạ sốt bằng các cái nhóm thuốc paracetamol. Tuy nhiên thì nếu mà chống chỉ định thì cũng khó đúng không? Đây cấp cứu hiện nay thì chống chỉ định thì có một cách, đấy là mang hạ thân nhiệt ngoài ra. Những cái ông mà sốt cao 39 40 độ mà không dùng được paracetamol hoặc có rối loạn thân nhiệt thì mang cái hạ thân nhiệt ngoài ra cài đặt 37 độ 5 chẳng hạn, bó quanh người ở nó 3 ngày thế là được, hết một cái bộ nó bong ra thì vừa, thì cũng có thể là hạ thân nhiệt tốt. À. Về điều trị chung về đột quỵ thì gồm có 4 phần. Thứ nhất là như tôi nói là theo dõi các cái dấu hiệu thần kinh, ngắt quãng mạch huyết áp, nhiệt độ, oxy được khuyến cáo trong vòng 72 giờ. Thứ hai, nhắc lại thôi, duy trì oxy trên 95%. Thứ ba là cân bằng nước điện giải thường xuyên, đặc biệt là nhớ những cái bệnh nhân có rối loạn nuốt. Cái loạn nuốt không ăn uống được mà chúng ta không theo dõi nước điện giải thì nó có thể làm thiếu, làm rối loạn. Và nếu mà chúng ta bù ấy thì các bạn lưu ý là dịch là dùng natri clorua đẳng trương, tức là 9 phần nghìn. Không nên truyền đường. Tất cả những cái bệnh nhân cấp cứu ấy, thì đường nó đều không tốt, đột quỵ, bệnh nhân chấn thương sọ não, truyền đường nó đều tạo ra cái kết cục không tốt cho bệnh nhân. Rồi kiểm soát huyết áp như tôi vừa nói ấy, thì chỉ được phép kiểm soát huyết áp khi huyết áp
trên 220 tâm thu hoặc tâm trường trên 120 trong cái phần đột quỵ cấp thì chúng ta mới xử trí hạ và duy trì đường huyết là dưới 10 mmol. Nhiệt độ thì tương tự như vậy, duy trì dưới 37 độ 5. Về kháng sinh dự phòng thì chúng ta không khuyến cáo nếu không có bằng chứng tiêm chủng, chúng ta không được cho. Ở nhiều nơi ở các cái bệnh viện tôi thấy các bệnh viện tuyến dưới suốt ngày đột quỵ bao giờ cũng cứ kiểu gì cũng thấy cho kháng sinh, đúng không? Hình như không có thuốc gì về cho nó hay sao. À, cái quan trọng này mình phải lưu ý là ví dụ như aspirin rồi thuốc điều trị mỡ máu liều cao, kiểm soát huyết áp, đây là ba cái thuốc chính cân bằng nước điện giải. Thế còn lại những các cái kháng sinh thì các bạn biết đấy, đối với đột quỵ cấp ấy, hai cái vị trí nhiễm trùng hay gặp nhất ở bệnh nhân đột quỵ đấy là đường hô hấp và đường tiết niệu. Nếu mà có hai cái vị trí nhiễm trùng đấy thì các bạn mới cho kháng sinh, định hướng theo hai cái nhóm nguyên nhân, còn nếu không thì thôi, không có cho gì. Và cái cực kỳ quan trọng hiện nay đấy là phục hồi chức năng sớm. Các bạn biết rồi, ở Việt Nam mình được cái phục hồi chức năng cũng phát triển rất mạnh, rất nhiều bác sĩ được đi sang Áo học về phục hồi chức năng. Nên tất cả bệnh nhân đột quỵ cấp sau 24 giờ là đã cho tập phục hồi chức năng tại giường, cho ngồi xuống ghế, rồi cho tập vận động, tập hô hấp các thứ, thậm chí tập nói, tập rối loạn nuốt thì nó sẽ hỗ trợ cho điều trị tốt hơn. Như vậy đấy là toàn bộ nội dung của cái bài về điều trị đột quỵ cấp.